Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dương. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi có một thử thách cho anh Côn với Vinh Nẻ. Đó là gọi là đoán đồ vật đắt tiền và đồ vật ít tiền, tức là đồ vật sang trọng và đồ vật không sang trọng ấy. Thì sẽ có hai đồ vật công dụng giống nhau nhưng mà giá tiền nó sẽ chênh lệch. Giống như đây là hai lọ nước hoa, một lọ là 26.000, một lọ là 600.000. Thì anh Côn mới Vinh Nẻ sẽ phải ngửi và đoán lọ nào lọ ít tiền, lọ nào lọ nhiều tiền. Đấy. Đoán đúng thì sẽ được một điểm, mà không đoán đúng thì sẽ không được điểm nào. Ai được nhiều điểm nhất người đó sẽ chiến thắng và người thua sẽ bị chịu phạt. Ok, hiểu chưa? Hiểu nó chơi chưa? Ok. Thì bây giờ đồ vật đầu tiên coi như lấy luôn lọ nước hoa luôn nhá các bạn nhá. Đây là lọ ít tiền 26.000, đây là lọ nhiều tiền 600.000. Đấy, bây giờ anh Côn Vinh ngửi luôn đây, Vinh ngửi trước nhá. Đâu? Đây là lọ đầu tiên nhá, ngửi đâu, đây. Đâu xem mà. Ngửi nãy bắt đấy. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Thôi đừng tí nhá, lọ thứ hai. Anh đừng xịt lọ thứ hai với lọ đầu tiên giống nhau nhá. Không mà là xịt vào nhau nhá. Lọ thứ hai. Anh mà chơi đảo thì cũng bị phạt đấy. Anh không mà chơi đảo, anh chơi thật luôn lọ thứ hai. Rồi. Lần thứ hai là đắt tiền nhất. Chính xác. Ok. Yeah. Vinh này giỏi ghê nhỉ. Thế giờ bị em khai xịt thức hoa anh biết mà. À quên mới lại nói ra anh Côn nghe thấy. Mày không được nói. Rồi đến lượt thi đấu của anh Côn. Vậy là vòng thi đấu đầu tiên là Vinh vượt qua rồi. Bây giờ đến Côn. Ok, lọ nước hoa đầu tiên nhá. Rồi. Anh thật quên mất để nói cho anh Côn biết. Chết rồi. Rồi. Được chưa? Chưa. Rồi nhá. Lọ thứ hai. Bảo rằng anh Côn thua đi. Rồi. Rồi, anh Côn biết lọ đấy. Lọ thứ nhất là lọ xịn. Chính xác. Đấy. Yeah. Nó khác hơn không anh Côn? Khác. Đấy, em bảo nó khác hơn. Cái nước hoa này thì khả năng là phân biệt nó dễ. Các bạn là lọ đắt tiền thì nó rất là thơm, nó đẳng cấp hơn ấy. Còn lọ rẻ tiền thì các bạn biết đấy, mùi nó không được như lọ đắt tiền. Thì phân biệt rất là dễ. Nhưng mà đến vòng thứ hai sẽ rất khó hơn nhá các bạn nhá. Wow. Ok, sang vòng thứ hai. Vinh giỏi phết đấy nhỉ. Em dòng nước hoa đấy là vì em biết mà em hay xịt mà em biết mà. Đấy, còn là nước hoa em hay xịt hay biết là trong những cái khác em không biết đâu. Em không phải là đối thủ của anh đâu. Anh cũng thế. Đồ thứ hai là cái gì đây? Đồ thứ hai đó là kẹo nhá các bạn nhá. Được, ok. Đấy. Thì loại kẹo này là kẹo đắt tiền với trị giá là hơn 100.000. Loại này là kẹo rẻ chỉ hơn 10.000 thôi. Hơn 10.000 đồng ấy. Đấy. Thì bây giờ sẽ cho Vinh chỉ ăn trước. Không, anh em không được ngách đầu lên. Tất cả không ngách đầu lên. Hơi cú xuống thì mới nhìn thấy. Đấy. Không tránh tình trường hợp chân gian nào hiểu không? Ai đầu kẹo đầu tiên của Vinh này. Nếu mà ai ăn gian thì bị phạt thế này hả? Ok. Này làm sao mà thấy được. Cứ hơi cú xuống là được. Không, đây, không phải ngẩn. Đây là kẹo đầu tiên hay thứ hai? Kẹo đầu tiên thì anh đã cho kẹo thứ hai đâu. Rồi. Xong chưa? Để ăn kẹo thứ hai. Hơi cấp tàu xuống. Đây em cúi hẳn xuống này. Rồi. Đoán đi. Được chưa? Kẹo thứ hai đắt tiền hơn. Chính xác. Đấy, đẳng cấp mà, ghê. Đến anh Côn nha. Đẳng cấp à? Mong rằng anh Côn thua đi. Anh mà thua được Vinh. Anh có thể thua ai nhưng anh không thể là thua Vinh tiền nẻ. Kẹo được rồi, ok. Kẹo đầu tiên của anh Côn. Anh Côn, màu anh Côn cái mùi, màu nào được mùi là giống nhau. Chưa? Không được ngách đầu lên, cứ thế này thôi rồi. Kẹo thứ hai. Xong chưa? Nuốt đắng. Nuốt đắng. Kẹo thứ hai. Ủa từ anh Côn đẳng cấp không còn anh nữa. Kẹo thứ hai nhá. Rồi, được chưa? Đoán được chưa? Kẹo thứ nhất là kẹo ngon. Chính xác. Yeah. Vậy là kết thúc vòng thứ hai thì chưa ai bị sai cả, mỗi người được 2 điểm. 2 điểm. Ok. Ôi sao lại dễ thế nhỉ? Mình tưởng khó chứ lại dễ thế nhỉ? Không ai chơi đảo nhá. Anh Dưỡng mà chơi đảo nhá. Anh Côn là anh Dưỡng bị phạt nhá. Thế nào được? Có thể dở. Đi đâu thì thống, em không nghe tiếng được. Đấy. Điên à? Không biết thế em cả thế. Tóm lại lúc này em xem video em biết ngay mà. Chơi đảo hay là chơi nhắc cái thế nào em biết ngay là kiểu gì bị anh phạt. Anh có thể chấp nhận thua nhưng anh không bao giờ chơi đảo. Ok. Em chỉ một chơi đảo một lần bị trừng phạt rồi em sợ rồi đấy. Em chỉ chơi đảo một lần thôi, không vào chơi đảo thứ hai nữa anh ạ. Em lần này em chơi đẳng cấp nữa. Em đẳng cấp à? Tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo không phải ăn thì uống đấy. Rồi đâu nó biết nữa thôi.
và đấy mong rằng anh cô thua đi. Anh đã bảo rồi, anh có thể thua bất kỳ ai, không thể thua Vinh tiền lẻ được. Được, hiểu okay, không? Ok. Vinh ơi, hiểu không? Ok. Đồ vật tiếp theo đó là dao cạo râu. Dao cạo râu à? Dao cạo râu. Sẽ phải phân biệt xem là loại là đắt tiền, loại là loại là loại rẻ tiền. Loại này là 10.000 đồng và loại này là có giá là trên 300.000 đồng. Bây giờ sẽ cạo râu xong là cảm nhận. Mấy em thì có râu đâu em cạo được. Thế cạo có tay vậy, cạo lông tay mới ít vậy. Ở đúng rồi, cạo lông cạo tay khả năng dễ hơn. Chứ nếu mà cạo râu thì nhìn mọi người có vẻ khó. Dạ. Anh con không được ngửa lên, anh em không được ngửa lên. Anh con chứ ngửa lên để nhòm. Đó, anh con chứ đấy, anh con chứ đảo nắm thế mà anh ơi. Anh bảo chứ đảo. Đâu? Bây giờ cho Vinh đầu tiên đi, thò tay ra. Rồi anh con đi với em rồi. Thò tay chắc ra. Chắc này khó hơn thì phải ơi. Cúi đầu xuống. Đây. Cái màn này là ở tay là dễ nhìn thấy. Đó, tức là tôi sẽ cạo thử một chi lông tay để cho người chơi cảm nhận xem là loại đắt tiền, loại nào cho là rẻ tiền đấy các bạn nhá. Cạo chưa? Rồi. Cạo chưa đấy? Anh cạo chưa? Đã cạo đâu ấy, bây giờ cho kem vào để cạo. Ok, loại đầu tiên nhá. Cúi đầu xuống. Ui. Loại đầu tiên. Cảm nhận được chưa? Để sang loại thứ hai. Có cái bột à, có cái kem đấy chả ngận nhận là được. Không thì không. Anh ấy cạo cú đến lông đoạn đấy đâu. Thôi được rồi. Vẫn chưa biết loại nào. Được rồi. Được chưa? Được rồi. Rồi xong nhá. Bây giờ đến đoạn thứ hai nhá. Bôi kem vào lại một tiếp thì anh ấy nhận là được, vừa dày bịch chả nhận được cái gì. Thôi tí tí em. Đoạn thứ hai nhá. Đoạn thứ hai cạo đéo làm rách mẹ tay chết. À đây vẫn được. À nhẹ. Nhẹ thế. Thôi được rồi, biết rồi. Biết rồi à? Thôi được rồi. Biết rồi. À, đã nhìn rồi. Em không nhìn đây. Được chưa? Được rồi. Được rồi nhá. Ừ. Rồi, đoán đi. Loại đầu tiên là loại đắt tiền nhất. Sai. Loại đầu tiên là loại rẻ, có 10.000 đồng với cái này. Vinh này kiểu này thua anh Côn, anh Côn là có râu, anh ấy cạo nhiều đấy, có kinh nghiệm. Đến em Vinh cạo râu nhiều này. Thế mà không biết loại nào à? Trời qua anh cạo, em cạo hồi. Sao cho anh đưa khăn để anh lau tay Vinh. Cho giày bịch cho em chịu. Thế anh Côn thế chứ. Thế mới khó chứ. Ừ được rồi. Cái Côn chắc thì đoán được. Vậy là Vinh này đã trụi một ít lông tay mà cũng không đoán được. Bây giờ đến anh Côn. Anh Côn chưa đảo, toàn nhếch mắt lên thôi. Đảo lắm. Mềm mại thế. Đấy nhưng mà cuốn đến lông rồi. Cuốn rất lông rồi, cần gì còn lông để cạo rồi, đâu. Cái thứ hai đi. Được chưa? Được rồi. Cái thứ hai nhá. Anh coi ngẩn lên sao ấy, em nhìn thấy cả nhá. Thôi anh không ngờ. Chứ con cúi đúng luôn. Anh con cúi cho anh con này thể, luôn. Anh có thể nhận thua, anh không bao giờ chơi ăn gian này. Anh con cúi tự cúi, anh không cần dí đầu luôn này. Loại thứ hai nhá. Loại thứ hai nhá. Ủa như nhau thế này là sao? Này hên xui thôi. Đoán đi. Cạo hết lông rồi này. Đấy em bảo giống nhau mà. Được chưa? Cảm nhận được chưa? Rồi. Sao thấy giống nhau thế rồi, nhỉ? Rồi loại thứ nhất hay loại thứ hai là loại đắt tiền? Loại thứ nhất mềm mại lắm. Loại thứ hai thì nó hơi rát rát một tí. Anh chọn loại thứ nhất là loại tốt đi. Sai. Đúng rồi. Mày sai. Loại thứ nhất là loại 10.000. Loại thứ hai là loại đắt. Ai cô cũng sai. Cái ngày giống tôi của tôi. Sao thấy mềm mại thế? Em thấy đây, em tưởng cái kia mềm mại lắm mà em thế lắm mới khó chứ. Em có cạo đứt lông không đấy? Cụt đứt lông luôn này, cụt lông luôn lại không đứt lông. Tí bên ngày mà. Sao mềm mại thế nhỉ? Nói chung là vòng thứ 3 thì cả hai người sai thì cả hai người vẫn giữ nguyên mức điểm, nó là 2 điểm. Anh đều. Vòng tiếp theo sẽ phải phân biệt hai loại cá, một loại cá hồi là đắt tiền và loại cá rô đồng là cá thường là cá rẻ tiền. Sống cá à? Này thì cá hồi rất là đắt nhá các bạn nhá. À sống ăn dưỡng. Chín. Đây là nước chấm xanh nhá. Chấm vào để gọi là tăng độ khó cho game để khó đoán hơn nhá. Nước chấm xanh là nước chấm gì? Nước chấm xanh là nước chấm cay cay hơi cay một tí. Chấm hải sản đấy. Chấm hải sản đấy. À. Ok nhá, Vinh ăn đầu tiên. Để lên em ạ. Hàm mồm. À thằng nhìn đoán này quên mất ngửa đầu thật chứ mà Vinh úp đầu đúng không? Quên mất thằng này. Thế ăn lại đi. Ăn rồi, ăn đi, cảm nhận đây được chưa? Xong rồi đấy, xong rồi hai. Trong một xíu đấy thôi á. Cho thêm một miếng nữa luôn. Đây là lần đầu tiên thì cái đầu. Vẫn là cá đầu tiên. Ừ. Được chưa? Cảm nhận đi. Xong loại thứ hai được chưa? Hai miếng rồi đấy. Rồi, loại thứ hai. Đúng. Há mồm ra chứ. Cảm nhận đi. Khác chưa? Thấy được chưa? Loại đầu tiên là loại cá đắt tiền nhất. Ok, vậy là Vinh nhìn này đã sai.
Còn không, đúng không đây? Sai, anh không được. Ừ, được rồi, tí em xem video bên này mà. Vậy là Vinh đã đoán sai trong cái mục cá cá ngon và cá xấu, cá không ngon. À quên, cá rô cá đắt tiền và cá không đắt tiền. Cá rô kia các bạn nó khác hơn, mà sao lại khác lại này. Thế, hai cách chế biến khác nhau cơ mà. Đến anh Côn nha. Tại vì anh cho một xíu. Anh Côn cho nhiều hơn em như anh cũng biết đấy. Đây, anh Côn chỉ cho một miếng thôi, cá đầu tiên anh Côn nha. Miếng cái đủng á? À, nhìn á. Nhìn thế hả Vinh? Nhìn đâu nhìn? Thế em biết miếng tôi đủ. Tại vì anh em nói làm gì mà anh nóng nặng bảo thế. Rồi. Loại đầu tiên đấy, xong cảm nhận được chưa? Ok. Loại thứ hai nha. Nhìn tí xem lúc nào. Loại thứ hai nha. Cứ bảo em chuyên gian bùa chịu. Tí ai mình tí ai tiên gian biết ngay mà em biết ngay mà anh mà chưa ăn gian cho anh Côn thì em bảo nhá. Rồi. Cho anh Côn. Cá ăn đầu tiên là cá hồi. Chính xác. Yeah. Cho đúng thế. Không phải cho biết đúng mà là cái cá này là cá ăn thường ngày, cá rô là anh Côn biết rồi đúng không? Tiếp theo đó là mì tôm, một loại mì tôm đắt tiền và một loại mì tôm rẻ tiền. Đó. Thì bây giờ sẽ phải đoán. Anh Côn sẽ đầu tiên cho các bạn nha. Em mà còn nhiều đồ lắm, mới 4 đồ. Còn nhiều đồ mà. Hâm hôm. À. Cúi đầu xuống. À. Đấy anh Côn toàn trên ngẩng đây thôi. Anh Côn trên đảo nha. Rồi. Không có gia vị à? Không có gia vị thế mới khó chứ. Không có gia vị cho mọi người thế mới khó. Xong chưa? Xong mình tiếp theo nha. Rồi. Rồi anh Côn này là cơn này hại ghê nhỉ. Đã rồi rồi. Nhạt tuyệt đi rồi. Không có gì. Thật là anh Côn có kinh nghiệm rồi đấy. Cho gia vị vào chứ. Ok, loại tiếp theo nha. Cúi đầu hơi thấp xuống tí. Rồi. Há mồm. Rồi. Được chưa? Cái này làm sao anh không biết được. Rồi, nói. Cái 12 con tôm là trước còn nhỏ là chuyên ăn rồi. Trước là toàn ăn sống rồi. Trước. Rồi. Anh đoán đi. Cái thứ hai là 12 con tôm, cái mì tôm ít tiền. Cái thứ nhất là mì tôm đắt tiền. Chính xác. Yeah. Đấy, này, con đợi cóc lắm, chứ tôi nghi đâu, ăn chứ không ăn bao giờ cơ. Em hiểu không, cái mì tôm 12 con tôm này hồi nhỏ anh ăn nhiều lắm. Đấy là Vinh nẻ nha các bạn nha, hả mồm. Hơi cúi thấp một xuống một tí. Tôi chua rồi. Hơi cúi thấp xuống một tí không? Đây không? Cho Vinh nhiều không lại kêu lại không được nhiều. Em không cần nhiều, em biết ngay mô tô này. À, biết ngay á, thằng này kia. Tại vì anh Côn bảo thế thì em phải biết chứ em. Rồi, hả mồm, hơi cúi xuống. Đây. Hả mồm. Em ăn đi, bảo đảm em nhớ ra vị thật. Thời xưa ai chả ăn mì tôm 12 con tôm. Trước làm gì có gạo nhiều. Đây là đầu tiên gì? Đầu tiên. Ok, biết rồi. Rồi, thứ hai. Lần đầu tiên là người đầu tiên là đắt nhất. Đúng không? Chính xác. Đấy, em ăn biết ngay mà, cũng biết ngay mà. Thì thời nhỏ ai chả ăn đấy. Mì 12 con tôm rồi. Ừ, ngày xưa thì em không ăn sống, ngày xưa thì em chỉ ăn chín thôi. Đây là cái chín mà. Thế. Tóm lại là ok, vậy là kết thúc vòng thi đấu thứ 5 thì anh Côn được anh Côn 4 điểm, Vinh 3 điểm. Ok, tiếp theo đồ tiếp theo. Anh Côn mới hơn 10 điểm cơ, trời ơi. Tiếp theo là kem các bạn nha, một loại kem rẻ tiền với 3.000 đồng và loại kem này hình như là tôi không biết nhưng mà đắt hơn, nó khoảng chắc là khoảng độ 20.000 đấy. Nói chung là kem này kem đắt và kem này kem rẻ nha các bạn, là kem này chỉ 3.000 thôi. Bây giờ sẽ cho anh Côn ăn trước đi. Quỳnh Tiên trước không? Thôi anh cứ cho anh Côn dẫn trước đi, em bảo gì đâu. Chờ từ bóc ra đã. Đây là loại kem ít tiền, đây là loại kem nhiều tiền nha các bạn nha. Bây giờ sẽ bên lượt anh Côn ăn đầu tiên nha, sẵn sàng chưa? Cú đắp xuống. Há mồm. Rồi. Xong chưa? Miếng nữa đi. Miếng nữa đi. Lại miếng nữa. Thì chắc Vinh cũng 2 miếng. Ít, anh cho ít mà, anh cho ít mỗi tí mà. Thì... anh cho ít mà, đây. Rồi. Nghe nào. Anh Côn đón đi. Rồi. Loại thứ 2 nha, loại thứ 2 nha. Rồi, tí nữa, tí nữa lên. Tí nữa là... tí nữa đi, Côn đi. Thêm nữa này. Anh Côn chưa đảo lắm, tí chẳng phải thế nhá. Rồi, chị cho Vinh 2 miếng giống anh Côn. Rồi. Chưa. Kem thứ nhất là kem xịn. Sai. Chết rồi. Vinh có cơ hội chiến thắng. Dạ, mình cố gắng thôi. Vậy là anh Côn đoán sai nha. Loại thứ nhất là loại ít tiền cơ. Anh Côn đoán sai rồi.
anh Côn chơi đảo đấy, anh Côn để mắc lời ạ, anh Côn định chơi đảo em đấy. Đảo gì? Vinh không biết đâu, kem này là kem đảo, như tuy tuy kem ít tiền nhưng mà nó cũng rất là ngon. Kem nhiều tiền cũng ngon nhưng mà kem ít tiền cũng ngon, nói chung là cái gì cũng ngon. Thế mới đoán khó, loại đầu tiên nhá. Ừ. Cho Vinh mỗi cái hai thìa. Hai thìa luôn. Lúc anh bảo anh chơi ăn gian. Rồi. Miếng nữa nhá, loại vẫn loại đầu tiên nhá, miếng nữa cho đầy luôn này, đầy hơn anh Côn luôn này. Đây loại đầu tiên hả? Rồi, sang loại thứ hai nào nhá. Hai đi. Loại thứ hai nhá. Ừ. Tiếp nhá. Miếng nữa. Rồi đấy, bằng anh Côn đấy, mỗi người hai miếng nhá, đoán được chưa? Rồi. Rồi, đoán. Miếng thứ hai kem thứ hai ngon hơn phải không? Nó đắt tiền hơn. Chính xác. Đấy, yeah. À. Yeah, đồng tiền anh Côn rồi, yeah. Kem 3.000 kia ấp quế phải không? Anh Côn, anh Dương. Tôi đã thử ăn này xem có phân biệt được không? Phân biệt được. Loại rẻ hơn thì ăn nó đậm. Loại đấy. Loại xịn ăn nó phào phào, nó không được ngọt lịm như cái loại ít tiền ấy. Nó ốc quế. Loại ít tiền nó ngọt với cô đang nhầm phải không? Ừ. Ừ, chắc thế. Thế ngọt lịm luôn. Thế tôi mới là cộng. Thế tôi mới thắng được chứ nha. Loại ít tiền ngọt nhá, loại nhiều tiền này. Nhiều tiền nó không ngọt. Nó nhạt. Nhạt hơn. Nhạt, nó béo béo. Đấy. Thế loại nhiều tiền này nó nhạt nhạt kiểu gì? Vì vậy là mới sai mà. Em nhạt tí béo. Tí không? Em thấy cũng mà em nói dối luôn. Không mà tí. Mày nhìn anh ở đâu không? Đâu không nhìn thấy gì luôn. À, ôi nhìn thấy anh nhận ra nó phải để ý đó. Ừ, đây anh. Ok, loại lại tiếp theo nha. Anh có thể thua bất kỳ ai, anh không thể thua Vinh Tiền Nỉ. Không mà tôi chiến thắng rồi, để cho anh ghét Vinh Tiền Nỉ. À, được rồi. Không ai cho anh Côn nữa, bái phục tôi các bạn. Vòng đi đấu tiếp theo sẽ là bia các bạn nha. Một loại bia đắt tiền của nước ngoài và một loại bia của Việt Nam. Cái bia ở nước ngoài thì các bạn nó nhập khẩu vào nên nó hơi đắt một tí thôi chứ chắc cũng như nhau thôi. Loại bia của nước ngoài này với có giá ở Việt Nam là 125.000 sao ấy, đúng rồi 125.000. Và à? bia của Việt Nam chỉ 10.000 đồng thôi. Ừ. Thế hôm nay thế thì bia này thì em lại thế anh Côn rồi, tôi quản đấy tôi phải. Vinh Nhật Nhẹ thì nó uống rượu bia được, còn anh Côn thì không bao giờ uống rượu bia nên khả năng cái này anh Côn uống được chén rượu nó sợ rồi. Nhưng mà chưa biết được đâu. Ừ thì tôi phải cố gắng thôi. Mà cái này cũng hên xui lắm. Chui thôi mà, không biết cái bia của gì cơ. Cái bia này thì tôi thấy là nhập hay là không nhập nó cũng như nhau thôi. Các bạn là bia nhập thì nó mất tiền thuế, chủ nghĩa nó đắt thôi chứ gần thực ra uống chắc chỉ đã ngon bằng bia Việt Nam, phải không các bạn? À. Nói chung là chỉ là làm clip vui vui thôi nhé các bạn nhé, để xem phân biệt xem hai, xem phân biệt xem có phân biệt được hai loại bia không thôi nhé các bạn nhé. Mình uống rượu bia nhiều khác kinh nghiệm lắm. Ok con dê. À, cho anh Côn uống trước mà thôi, lần này Vinh có kinh nghiệm cho Vinh uống trước. Ok. Liệu Vinh có đoán được không? Loại đầu tiên nha. Sẵn sàng chưa? Hơi cúi xuống, không được nhòm. Này. Để em cầm được không? Cầm. Không nhòm nhá, anh bị xe, anh chạm một chỗ đấy, mày cứ uống anh chạm này thôi. Để em câu bằng. À. Được chưa? Được rồi. Ủa trời, đã được rồi, thật rồi, kinh nhỉ. Bia tao biết, em biết ngay mà. Câu thứ hai. Ok em. Đổi cốc không đấy? Không. Đổi rồi. Giống nhau em biết đấy. Loại nào loại đắt tiền? Loại cốc thứ hai đắt tiền hơn. Sai. Vinh Nhật Nhẹ kiểu qua đây kiểu như là nó vừa mới nhấp môi xong nó kiểu như là nó trả lời luôn, sao em không suy nghĩ một lúc? Thế. Vinh Nhật Nhẹ nó chủ quan mà. Cái cốc thứ hai, cốc đầu tiên nó uống nó cho em uống lại luôn cốc đầu tiên luôn này, là uống lại luôn. Chủ quan quá, uống từ từ thôi. Thấy chưa, có khác không? Cả người. Đấy. Do Vinh Nhật Nhẹ chủ quan và đã bị thất bại. Quán, vừa uống xong cái đoán luôn. Câu, okay. Câu thứ hai. Không nói để từ đấy, câu này câu xong thì nói. Vinh Nhật đang nói là đấy, nó lạc hướng anh đấy. Em lạc hướng đấy. Anh Côn ơi, loại thứ hai uống ngon hơn đấy. Ok, loại thứ nhất. Cái nặng thế thôi anh Côn ạ. Loại thứ nhất. Ui giời. Được chưa? Được. Uống được rồi à? Được. Loại thứ hai. Đâu? Đây, loại thứ hai đây. Được chưa? Đoán. Loại thứ hai là bia rẻ tiền. Chính xác. Yeah. Nó hắc hơn, nó ói hơn phải không? Sốc hơn phải không? Trời. Bia mùi. Cái bia này đúng là đậm thật. Đậm hơn. Thế là nó nặng hơn. Thế mà bây giờ nó sai đùa chứ. Thế em ta bị vừa cái kia em vậy là vòng thứ 7 này anh Côn được thêm một điểm nữa, là anh Côn được 5 điểm. Mà bây giờ vẫn được 4 điểm. Ui, uống được một tí bia một
Say à? Không phải say mà toái môi. Để kết thúc vòng thi bảy thứ bảy nhá, bây giờ sẽ sang vòng thi thứ 8, vẫn còn một món đồ nữa các bạn ạ. Loại tiếp theo đó là lăn khử mùi nhá các bạn nhá. Một lăn khử mùi à? Một loại là đắt, một loại đắt đây, loại rẻ đây. Lăn khử mùi biết thế nào được? Lăn là lách khử mùi hay là chân người tay? Người luôn, người luôn. Thì loại là loại rẻ, tôi mua với giá là 34.000 thôi. Còn loại này là gần 300.000. Đấy, đều là lăn khử mùi đấy cả. Bây giờ hai loại đấy giống nhau không? Bây giờ sẽ phải lựa chọn. Chuồn cuồn trước đi, em xay hồn trước nhá. Ok, anh thế nào rồi được? Ok, dễ em. Loại đầu tiên. Đó đỏ. Đấy, quay cho có mùi. Loại đầu tiên. Chóng lên cả mặt rồi. Rồi. Được chưa? Rồi. Số số nhanh thế anh cũng. Loại thứ hai. Rồi. Được chưa? Rồi, loại thứ hai là loại tốt. Chính xác. Yeah. Vinh nhà này uống được hớp bia chắc say chưa? Sao? Sao dài chưa? Đâu? Anh có đoán trúng rồi đấy, anh có được điểm rồi đấy. Đúng rồi. Ừ. À, đúng rồi, bắt đầu đi. Loại đầu tiên nha. Ừ. Nhớ chưa? Đây loại đầu tiên đi á? Ờ, được chưa? Lâu thế. Chả người thấy mùi gì luôn. Đây, sóc lên cho mày. Chả người thấy mùi gì. Đây. Em mũi điếc rồi. Được rồi. Loại thứ hai nha. Ừ. Chai mẹ ảo chừng. À. Loại đầu tiên đắt tiền hơn. Đây. Yeah. Cái gì? Còn loại đây loại kia nó hắc hơn mà. Nó hắc hơn mới là loại đắt tiền hơn chứ. Vậy là với nhìn này đoán sai rồi. Loại đầu tiên là loại rẻ chứ các bạn nhá. Loại thứ hai là loại đắt tiền. Loại đầu tiên anh. Loại đầu tiên nó chịu phải không? Ừ. Nhưng mà loại thứ hai nó lặng ở đây thì đây người mua đây các bạn đây người mua đây. Nó rất là lồng. Loại này thì rẻ tiền nhưng nó sẽ nhẹ phải không? Thì bây giờ nhá, phải loại rẻ tiền nó là nhạt. Thì loại rẻ tiền lúc nào nó thắc hơn, em dùng nhiều em biết chứ. Lúc nào loại nào nó đảo ấy. Đây mày bỏ mắt ra cái này đi. Đây, người đây. Đây loại đắt tiền đây. Đấy, hay không? Loại này là những loại rẻ tiền thì nó mùi mới nhạt chứ. Phải không các bạn? Kể cả nước hoa, loại rẻ tiền mới nhạt chứ. Ô thầy vẫn em đều biết tại vì là em cũng hay dùng loại nào nhẹ mới ngay mà nó hắc hạc. Đó lại là vậy là Vinh Trần Nẻ đã thua rồi. Còn cái này vì sao biết không? Vì cái loại rẻ tiền là loại tôi hay dùng. Vậy là anh Côn được 6 điểm, Vinh Trần Nẻ vẫn được 4 điểm. Thế còn mấy đồ lứa? Còn một đồ nữa thôi. Còn một đồ lứa thế coi như Vinh thua làm gì? Thế coi như là Vinh thua cuộc rồi nhá các bạn nhá. Thì còn một đồ nữa thì kể cả Vinh Trần Nẻ thắng thì cũng chỉ được 5 điểm thôi. Còn anh Côn đang 6 điểm cơ. Thế thôi. Vẫn chơi lốt. Chơi lốt để cho Vinh tâm phục khẩu phục. Đồ vật cuối cùng, đồ vật tiếp theo đó là rượu ấy các bạn nhá. Loại này là loại rượu tự nấu, chỉ có 10.000 đồng một lít thôi. Thì loại rượu tiếp theo loại rượu xịn thì loại rượu đến từ nước Anh nhé các bạn nhé. Tôi không biết phải đến từ Anh không nhưng mà có giá là 1.2 triệu nhé các bạn nhé. Rồi chơi thì, luôn. Thì bây giờ sẽ mọi người. Thôi, em đã nãy là thua rồi chơi gì nữa. Thì đang đã thua rồi thế sao vừa bảo chơi tiếp. Thôi nói thế thôi thôi nhá. Thôi à? Ừ thôi em không chơi đâu. Tại vì em thua được cả cái em đoán đúng cái này giờ em bằng điểm anh đâu. Rồi thôi thì thôi ok. Thôi em thì thua thôi làm nào được. Thì cái clip này mục đích là chúng tôi muốn so sánh giữa hai loại đồ đắt tiền và đồ rẻ tiền để xem là hai đồ đấy nó khác nhau nhiều không. Thì theo cảm nhận của mọi người là những đồ đấy có khác nhau nhiều không? Tức là đồ đắt tiền và đồ rẻ tiền có khác nhau nhiều không? Nó cũng không khác nhau nhiều lắm đâu. Cứ ngang ngang nhau thôi nhỉ? Nó ngang ngang nhau. Nhưng mà tại sao nó đắt như thế? Ai biết nó nhập ở nước ngoài hiểu không? Cũng như thế như anh Côn. Cũng như nhau thôi. Nhau, nó khác hơn tí thôi. Nhưng tại sao nó lại đắt thế nhỉ? Không biết được. Vì là nó thương hiệu này, công dụng của nó này. Đúng rồi. Giống như cái dao cạo râu thì cạo nó đâu nó... thì cái dao cạo râu đâu rồi mang đây xem em xem nào. Xem nó khác hơn không? Khác. Đây thử mang đây tại vì em không nhìn thấy thử xem à. Ui. Cái loại này em cạo thường xuyên em biết ngay rát này phải không? Loại này là không rát đâu. Loại này là không rát. Loại này mà rát là. Ừ thế. Tại vì sao nó nhiều ngăn. Loại là nhiều lưới. Nhiều lưới hiểu không? À đấy là từ thế anh ngu. Cho bên trên này là phải mình phải cảm nhận nhưng mình phải suy nghĩ cơ. Cái loại là nhiều lưới nó mới rát này em hiểu không? Tức là đây chỉ có một lưới. Cái loại một lưới thì nó chỉ một đường đi thôi thì cảm giác nó không cấn. Đây cho em thử đi phải không? Xem có phải không? Anh thử xem. Nó sẽ có hơi cấn một tí phải không? Đấy. Nó hơi cấn một tí. Các bạn nó có nhiều lưỡi hiểu không?
Thế mà anh cũng không phát hiện ra vẫn xịn em. Ừ thế. Anh cứ tưởng mềm mềm là nó loại xịn. Vẫn xịn em làm gì. Ừ. Phải suy nghĩ chứ, loại này 300 mấy, một loại này chỉ có 10.000 thôi. Gấp 30 lần. Thì nó không khác, nhìn cho nó đẳng cấp đến này mà cái 10.000. Đây, cái này là nó mềm. Này, cái này cổ nhất nó mềm này để cho da nó đỡ bị tổn thương. Còn loại này thì nhích một cái thôi là chảy máu luôn. Đấy, thì mới nó mới phân ra đồ đắt đồ rẻ như vậy. Chứ là tại sao đắt đều nguyên nhân cả là công dụng nó tốt hơn này. Rồi thương hiệu nó tốt hơn này. Thương hiệu Gillette đến từ nước ngoài, còn cái này chắc là Made in Việt Nam. Ở đây cũng Gillette này, cái này là phất này. Ok, giờ không nói nhiều, phê phạt với nhìn nè. Giờ chống đẩy 50 cái đi, đấy, đơn giản. Chống đẩy đi. 1, 2, 3, 4 4, 2, 4, 3 Ôi. Và là với nhìn nè, đã chịu phạt xong thì cái hình phạt này thì chống đẩy để cho nâng cao sức khỏe thôi, cũng không nặng nề lắm. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi, một lần nữa xin chào các bạn.